năm mùng 2 tháng 11, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Giáo xứ chúng ta có 4 thánh lễ: thánh lễ 5 giờ sáng, 4 giờ chiều, 5 giờ 30 chiều và 7 giờ tối. Xin hiệp dâng thánh lễ bí tạ ơn Chúa cầu bình an, xin ơn chữa lành. Cầu nguyện cho người sống cũng như kẻ đã chết, xin mẹ tròn con vuông, giáo khu Giacobbe xin lễ cầu cho các linh hồn, lễ dỗ linh hồn Ine Joan Bautista, và dĩ nhiên chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các quý cha, các quý sơ đã phục vụ giáo xứ Hòa Hưng đã qua đời. Cầu nguyện cho cha cố Anton Sơ Maria Augustina, ông bà cố Giuse và Anna, ông bà cố Paulo và Anna. Cầu nguyện cho các linh hồn Ignacio, Paulo, Maria, Bartolomeo, Giuse, Anton, Vicente, Ferro, Marta, Teresa, Cecilia, Anna, Joan Bautista, Joan, Lucia, Martino, Catarina, Daming, Rosa, Maria Maddalena, Isabel, Stefano, Francisco, Matteo, Paolo, Gabriel, Ferro, Giuse, Marco, các linh hồn nhà an nghỉ, các thai nhi và bổn phận của mỗi người chúng ta. Đặc biệt trong các thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu liên hệ với mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô phục sinh hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Sau cuộc đời trần thế của mỗi người chúng ta xảy ra hai khả năng: lên thiên đường hưởng hạnh phúc bên Chúa hay bị đày đọa xuống hỏa ngục. Và một tình trạng nữa đó là cần được thanh luyện để xứng đáng ở với Chúa luôn mãi. Con người của chúng ta, thân phận yếu đuối, tội lỗi, luôn cần đến lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Xin Chúa lòng thương xót. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lụy chúng con. Xin Chúa lòng thương xót. Xin Chúa lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên quốc. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Mỗi người dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Con một Chúa từ cõi chết sống lại, đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng
Chính Đức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Cho những người thân yêu của chúng con đã qua đời được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng con người hằng sống và hiển trị muôn đời. Lời Chúa trong sách Gióp. Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: Ôi những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách. Có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Đó là lời Chúa. Là ánh sáng, là đấng cứu độ tôi còn sợ ai. Người là Thánh Linh bảo vệ tôi còn khiếp sợ gì. Kim tìm van xin được sớm tôi ân thần trong đền thờ Chúa, để được nhìn ngắm Ngài cao sang trong đền thánh huy hoàng. Cầu khẩn Chúa, nguyện Chúa đáp lời, con xin Ngài dụ thôi. Mạnh nguồn đầy những tìm tôn nhang, xin Ngài chớ ân mặt. Tôi tin rằng sẽ được nhìn xem ơn lành. Tin rằng sẽ thấy lòng phúc Chúa tàng ban trong miền kẻ sông. Cây nhờ vào Chúa mạnh bao lên, can trường vững tin Ngài. Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, chúng ta sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy,
khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra. Hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm qua, hôm nay và trong suốt tháng 11 này, chúng ta được mời gọi suy niệm về cái hành trình đức tin của chúng ta, của giáo hội. Chúng ta được suy niệm nhất là trong một cái mầu nhiệm gọi là mầu nhiệm của Hội Thánh Thông Công. Như chúng ta được biết trong giáo lý Công giáo dạy cho chúng ta, Hội Thánh có Đức Kitô, có Thiên Chúa là Đấng Thánh là đầu, và toàn thể con cái của Thiên Chúa là chi thể của một nhiệm thể, mầu nhiệm thánh thiện. Và Hội Thánh gồm ba thành phần, như chúng ta được biết: thành phần khải hoàn, tức là thành phần giáo hội chiến thắng,
hội thánh, chiến thánh, khải hoàng, đó là các thánh ở trên trời mà ngày hôm qua chúng ta mừng. Thành phần thứ hai đó là thành phần đau khổ, giáo hội đau khổ, đó là các linh hồn ở nơi luyện ngục. Và chúng ta là thành phần thứ ba của giáo hội hiệp thông, đó là giáo hội lữ hành. Nói như vậy có thể chúng ta khó có thể mường tượng được. Con xin ví von nó như thế này: giáo hội chúng ta là một thành phần duy nhất, có Đức Kitô là sự thánh thiện đứng đầu. Và giáo hội chúng ta là những con người đang lữ hành, tức là đang tiến về quê trời. Các thánh là những người đã đến đích rồi, giống như chúng ta đi từ đây về Đà Lạt ấy. Các thánh là người đã đến đích, tức là đã đến Đà Lạt rồi. Chúng ta còn đang trên con đường đi lên tới Đà Lạt. Các linh hồn ở luyện ngục thì ở đâu bà anh chị em? Ở trên hay ở dưới hay ở lưng lưng? Có nhiều người suy nghĩ rằng chắc các linh hồn đang ở luyện ngục. Luyện ngục là cái nơi ở dưới vùng đất tối tăm, ở đâu đâu ở dưới à. Chúng ta vẫn còn cái não trạng là các tầng, tầng chân, trung gian, trần gian, tức là tầng ở giữa, thiên đàng là tầng ở trên lầu, còn hỏa ngục với lại luyện ngục gì đó là cái tầng hầm ở dưới. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy đúng không? Mà không phải đâu. Chúng ta ví von như là luyện ngục á, như là một cái trạm dừng chân vậy. Ở giữa Sài Gòn và Đà Lạt có một cái trạm dừng chân ở đèo Bảo Lộc. Các linh hồn là những người giống như chúng ta đang lữ thứ, đang lữ hành tiến về quê trời. Quê trời con ví von như là Đà Lạt vậy. Thì các ngài đang ở đâu nửa chừng ấy? Ở Đà Lạt, ở Bảo Lộc ấy, đang tạm dừng chân, chứ không phải là ở dưới đâu. Không phải là một cái nơi trốn, mà là một tình trạng. Và trong giáo lý Công giáo dạy cho chúng ta, các linh hồn nơi luyện ngục là những người bảo đảm được ân sủng của Thiên Chúa, tức là được bảo đảm ơn cứu độ rồi, nhưng mà chỉ đợi chờ cái thời gian để thanh luyện cho tâm hồn thật trong sạch. Bởi vì trong cuộc sống, trong cái việc chúng ta lữ hành về nước trời á, ít nhiều chúng ta phạm tội, không ít thì nhiều, ai trong chúng ta cũng thế cả. Cho nên chúng ta phải có một cái khoảng thời gian sau cái chết để thanh luyện tâm hồn của chúng ta. Và giáo hội của chúng ta được gọi là giáo hội tiến về quê trời. Chỉ có những người mất đi niềm hy vọng vào Thiên Chúa, không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, thì chắc những người đó mới xa lìa Thiên Chúa, xuống trong cái tình trạng gọi là hỏa ngục mà thôi. Chứ còn Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Thiên Chúa muốn cho chúng ta sống, và Thiên Chúa tìm mọi cách để có thể cứu vớt chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nói giáo hội, chúng ta nói đến cái tình trạng của luyện ngục á, là chúng ta đang nói đến một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Ngài không muốn cho một ai hư mất cả, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Chứ còn nếu mà chúng ta phạm tội một phát xuống hỏa ngục thì dễ quá rồi. Nhưng mà Chúa không muốn.
Chúa vẫn còn để cho chúng ta một cái thời gian sau cái chết để chúng ta tiếp tục thanh luyện con người của chúng ta. Chúa kiên trì và Chúa nhẫn nại bởi vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Ở trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy câu chuyện của ông Gióp. Ông Gióp ông mất hết, mất trắng, không còn một cái gì cả. Qua một đêm con cái tài sản mất sạch. Trong khi đó Gióp đang là một người rất giàu có, con cái thì ngoan ngoãn, gia đình thì hạnh phúc, êm ấm. Thế mà qua một đêm thôi, mất sạch không còn một cái gì. Và thậm chí Gióp còn bị thử thách đến cái độ là da thịt của ông bị ghẻ lở từ đầu xuống dưới chân. Con xin lỗi cộng đoàn, ông ghẻ lở cả cái mông nữa, cho nên ông ngồi không yên mà ngồi không được luôn. Đến cái mức mà ông phải lấy cái miệng chai để cà cho nó đỡ ngứa, cà lên da lên thịt của mình cho đỡ ngứa, rồi lấy cho sát lên trên người để cho nó đỡ ngứa. Gióp mất hết toàn bộ, không còn một cái gì ông bà anh chị em. Trải qua biết bao nhiêu những thử thách gian nan, thế mà cái mà duy nhất Gióp còn đó là gì? Đó là niềm tin vào Thiên Chúa. Đó là tình yêu mà ông dành cho Thiên Chúa. Ông tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta nghe Gióp nói: tôi biết rằng đấng binh vực tôi vẫn sống và Ngài vẫn thương tôi. Gióp vẫn đặt niềm hy vọng tin tưởng vào Thiên Chúa, trải qua biết bao nhiêu những thử thách gian nan, những khó khăn ở trong đời sống của ông. Ông không mất niềm tin vào Thiên Chúa. Và dường như Gióp muốn cho tất cả thế hệ sau này phải biết được Thiên Chúa là đấng hằng sống, Thiên Chúa là đấng vẫn sống mãi, là Thiên Chúa của kẻ sống. Cho nên ông khao khát cái lời của ông phải được ghi khắc vào trong bia đá, lưu truyền cho đến mãi sau này. Thế niềm cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa, như ở trong bài đọc thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói: thưa anh em, chúng ta sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào trong lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ không bị thất vọng nếu như những ai chạy đến với Thiên Chúa, sống gần với Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ đổ tình yêu của Ngài vào trong cõi lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ có đầy tràn hy vọng vào Thiên Chúa, không mất niềm hy vọng đó. Chúng ta chẳng được gì, chúng ta chẳng làm được gì nếu như chúng ta không có ơn của Thiên Chúa. Cả cái cuộc hành trình tiến về quê trời của chúng ta, tất cả đều cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài. Ở trong bài đọc theo Thánh Gioan, chúng ta nghe Thánh Sử thuật lại cho chúng ta cái lời của Chúa Giêsu, một lời bảo đảm chắc chắn: những ai mà đến cùng Đức Kitô, nghe lời của Ngài và tin vào lời của Ngài thì được sống và sống mãi với Đức Kitô. Thế thì bảo chứng duy nhất làm cho chúng ta có sức mạnh để chúng ta tiến về quê trời
để chúng ta trở nên các thánh của Thiên Chúa mãi mãi. Đó là lời của Đức Kitô. Đó là tin vào lời của Đức Kitô. Thiên Chúa sẽ không để cho một ai trong chúng ta phải hư mất nếu như chúng ta tiếp tục bám víu vào tình thương của Thiên Chúa, cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài, và chúng ta sống loan truyền cái lòng thương xót đó cho mọi người. Con còn nhớ khi con còn ở bên Mexico, con phục vụ ở nhà thờ Chánh Tòa, thì có một lần nọ, sau khi mà con dâng lễ nhà thờ Chánh Tòa xong, bước ra ngoài sân thì có một cái bác gầy gò, râu dài như thế này. Bác đến với con, bác nói rằng: cha ơi, cha làm ơn đi với con, cha ban bí tích sức dầu cho các bệnh nhân. Con hỏi có bao nhiêu bệnh nhân, bác nói chỗ làng của con là có 3 bệnh nhân. Nghe con kêu vậy thôi, được rồi, đợi con. Tại bình thường buổi sáng mà con ăn sáng xong thì con làm lễ xong thì vào ăn sáng với Đức Giám Mục, Đức Cha. Hôm đó chạy vô con báo với Đức Cha là con ăn sáng sau, con đi sức dầu bệnh nhân, con chạy vào trong nhà nguyện lấy mình thánh, sau đó đi với bác. Hỏi bác có xe không, kêu bác không có xe, thôi con chạy chở bác đi. Đi được nửa đèo, bác kêu cha dừng lại. Cha dừng tấp sát vô trong lề, cha dừng đó. Xong rồi dừng lại, bác kêu bây giờ con với cha đi bộ, không đi xe được nữa. Thế là khóa xe để đó, bác cứ dắt đi leo lên trên núi, bắt đầu đi vòng theo cái núi, đi ven theo cái núi, cái đường có tí xíu vậy thôi, mà cái núi nó treo leo đi ớn lắm thôi. Con thì sợ độ cao nữa, càng đi chân nó càng rung. Xong rồi đi ngang qua một cái nhà chăn nhỏ lắm, bác chỉ cha: đây là nhà của con, tí xíu nữa con mời cha, lúc mà về con mời cha vào nhà con chơi. Kêu vâng, bây giờ cứ đưa mình thánh đã, tại vì con đang có mình thánh Chúa. Xong rồi đi đưa 3 bệnh nhân, sau đó quay trở về nhà bác. Bác mời vô trong nhà, vào trong nhà bác rất là đơn sơ, nền đất thôi, một cái giường, rồi một cái bàn, một cái tủ với cái bàn thờ. Cái bàn thờ thấp thấp thôi, nó như là cái bàn học của học sinh vậy. Ở trên đó trải một cái khăn màu đen, rồi đặt một cái thánh giá ở dưới đất trước bàn thờ. Ở trên bàn thờ thì để một quyển kinh thánh và để một cái đầu lâu. Bác mời con ngồi ở cái giường. Xong rồi con nói: ủa, cái bàn thờ này sao nó lạ lạ quá. Bác kêu: dạ thưa cha, con thờ thần chết. Lúc này con giật mình. Xong rồi con hỏi bác: ủa, vậy thờ thần chết là sao bác? Dạ, tức là những ai mà không muốn sống nữa, rồi tới đây con cầu nguyện cho là họ chết, xin được chết. Thế con hỏi: ủa, vậy từ trước tới giờ bác xin có ai được không? Tức là có ai tới đây xin bác mà được không? Có thành công không? Bác kêu: nhiều rồi chứ cha. Con nổi hết da gà lên á. Xong rồi con hỏi: ủa, rồi bác xin làm sao? Thì người ta cứ ra đây, người ta nằm ở giường nè, con đọc kinh thánh cho họ nghe thôi. Đọc kinh thánh không thôi mà sao về mà chết được? Rồi bao nhiêu lâu thì người ta chết? Bác kêu: quá lắm là 3 lần thôi cha, 3 lần thôi là họ chết. Xong rồi kêu: vậy thì có phải 3 bệnh nhân ngày hôm nay cha đưa sức dầu mình thánh, đưa sức dầu và đưa mình thánh, có phải là, con dùng cái từ là khách, khách hàng của ông không? Ông kêu: dạ đúng rồi. Con giật mình, con kêu: chết rồi. Thế là con kêu: thôi nha, từ nay trở đi ông đừng gọi cha đi sức dầu hay ban bí tích sau cùng cho những người này nữa, bởi vì họ không muốn sống nữa.
Họ không muốn sống thì làm sao mà cha ban bí tích cho họ? Họ muốn chết, họ tới đây cầu nguyện để chết thì thôi để cho họ chết đi rồi. Con giận quá, con đứng lên con bỏ về. Về con kể ngay cho Đức Giám Mục nghe. Đức Giám Mục kêu đúng rồi cha, ở cái vùng này nó có một cái lạc giáo bắt đầu nổi lên, đó là thờ thần chết. Lần đầu tiên con gặp cái trường hợp như vậy. Và con cũng không nhớ kỹ là bao nhiêu lâu sau đó, con nhắm khoảng chừng hơn 6 tháng, thì cũng vào một buổi chiều thứ bảy, sau khi con dâng lễ xong, con ra đứng trước ở sân nhà thờ, thì bác nó đến, bác gọi con, bác nói, cha, cha con nhớ con không? Con nói, con nhớ, nhớ, quên, quên. Xong rồi bác nhắc lại, con là người mà ngày xưa con kêu cha đi sức dầu, con là thờ thần chết đó. Con kêu, ô, rồi sao rồi? Bác còn thờ thần chết không? Mà bác tới đây gặp con có chuyện gì? Con không đi sức dầu đâu. Bác kêu, không, không thưa cha, con sợ rồi, con rất sợ rồi, con bỏ cái bàn thờ đó rồi, con dẹp rồi. Và hôm nay con tới đây con gặp cha để con xin rằng á, ngày mai con sẽ mang vợ và con tới đây xin cha ban phép tha tội, làm phép để cho chúng con được trở lại trong nhà thờ Công giáo. Có hỏi tại sao vậy? Bác nói, thưa cha, tất cả những việc con làm á, con gái của con lãnh nhận cái hậu quả. Mỗi tối nó chu lên, nó chú lên như là một con chó điên. Bác nói như vậy. Và con cảm thấy con sợ quá. Con ngay lập tức con thấy được những cái hậu quả mà con làm. Con phải vội vàng dẹp cái bàn thờ này. Và con xin cha làm phép tha tội để mà gia đình chúng con được trở lại. Ông bà anh chị em, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại. Ngài không muốn cho con cái của Ngài bất cứ một ai bị hư mất. Cho nên trong cuộc sống, Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta nhận ra được tình thương của Ngài qua những biến cố, qua những cái việc mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống. Cái điều quan trọng là chúng ta có dùng con mắt đức tin để chúng ta nhìn ra được hay không. Chúng ta cần ơn Chúa để chúng ta có thể nhận ra được những việc Chúa đang làm cho cuộc sống của từng người trong chúng ta. Để từ đó chúng ta giống như Job, ca tụng Thiên Chúa và chung thủy với tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho mọi tín hữu đã qua đời, đặc biệt tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con vào chung hưởng vinh quang với con một Chúa, Đấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em, và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Con là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nơi Người niềm hy vọng sống lại, vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con muốn cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ân nhân, thân nhân của cộng đoàn giáo xứ, của từng người chúng con. Là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những người đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhen Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sượp nhật của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xin cho chúng con luôn vững tin giữa cuộc đời thử thách chết chóc đau thương này, một niềm tin vững vàng nơi Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sơ dở. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì Chúa là vua uy quyền và bình yên muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy trao bình an của Chúa Giêsu cho nhau. Phúc những ai được mời dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nên thiêng thầm nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời vì linh hồn con hiện sạch trong. Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là
chi Chúa ơi, luôn bền vững niềm tin có Ngài ở bên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích vượt qua để cầu nguyện cho anh chị em tín hữu đã qua đời. Xin thương đón nhận họ vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hưởng nhờ ơn đại xá chuyển nhượng cho các linh hồn từ trưa hôm qua mùng 1 tháng 11 cho đến hết ngày hôm nay, ai viếng nhà thờ, đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng được hưởng nhờ ơn đại xá chuyển nhượng cho các linh hồn. Và từ trưa hôm qua cho đến hết ngày mùng 8 tháng 11, ai viếng đất thánh, vườn thánh, nhà an nghỉ, người ấy được hưởng nhờ ơn đại xá chuyển nhượng cho các linh hồn. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhau viếng nhà thờ để xin ơn đại xá cho các linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn sát xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này các thánh hồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Con lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa có chấp tôi nào ai lỗi được, bởi Chúa con hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thay. Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho ơn hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Dài
Chúng con trông cậy ra thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng chiên hiến vinh sang lang. Lạy ra thân trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thân cực tình ra thân Đức Bà Maria. Lạy ông thân Giuse là ban thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy ca thân Từ Đạo Việt Nam. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu con. Thân.